Hôm nay ở bên Việt Nam rần rần cái vụ đặc khu á, thì theo quan điểm cá nhân của anh là đặc khu mình nên mở hay mình không nên mở? Cái đặc khu anh cũng mới nghe trong trong cái YouTube của em á, đặc khu thì anh thì bên này á, cái anh là không phải là người Việt Nam, thì cái dựng tiếng nói của anh là không có giá trị gì hết, cho nên người Việt Nam cũng đừng có nên nghe những người bên người Mỹ nói. Người Mỹ thì người ta không có cái giá trị gì hết để mình nói, thứ nhất. Nhưng mà theo anh á, thì anh kể những cái chuyện ở bên này thôi. Bên này á, cái ông mà làm cái tương ớt á, cái tương ớt Việt Nam gọi là cái bình này anh chỉ cho. Đấy, cái bình tương ớt là này. Cái này là Sriracha ha, Mỹ Hy Phong Phúc. Cái ông này ông mở ra một cái chi nhánh ở bên ở Bình Đèo, mà khi ông mở ra, tại vì cái khu mà ông làm á là ở bên Rosemead hay là Emonti thì á, nó nhỏ quá, bây giờ ông muốn làm cho nó bự lên cái khu lớn ở ở Bình Đèo, mà trong đó 2 năm trời người ta đi biểu tình, người ta phá chống đối ông, tất cả không cho ông mở cái khu đó. Không hiểu tại sao người ta chống đối dữ vậy, nhưng mà rốt cuộc người ta biết là một cái chi nhánh bất động sản đó, nó muốn mua cái khu đất đó giá rẻ, cho nên nó tìm cách nó nói xấu ổng, nó nói cái này là đất tốt, đất xấu cho cái dân ở đó, rồi người ta đi biểu tình. Mà người ta dân đi biểu tình đó thì trả cái tụi này nó trả tiền cho người dân đó đi biểu tình, nó tụi này nó trả tiền cho người dân đó viết những cái lá thơ thì đi phá hoại đó. Biểu tình đi kiếm thêm Thì chút đỉnh. đúng rồi rồi cái mình đi theo cái đồng tiền mà mình biết á, những người đi chống phá vậy là có cái lợi lợi ích gì người ta chống phá, chứ không phải là người ta chống phá không không à. Sau đó là mình ra tòa đi cả 2 năm sau á, thì những cái bằng chứng đó thì người ta mới cho ông làm mở cái công ty ấy ra, chứ còn không là nó phá. Rồi mấy thằng chống phá có bị gì Không, ở Mỹ này nó tự do chống phá mà. anh? Cũng giống như một cái chùa ở ở San Diego á, thì anh cũng có gặp một ông thầy tu, ông đi ông cũng nói chuyện với anh là cái chùa ở nhỏ ở ở San Diego á, nó rất là nhỏ, nhưng mà người ta kiếm được tiền, người ta muốn xây cái chùa nó lớn hơn ở trên cái đồi đó, rất đẹp, để ngày mà người ta đi tù đi đi đi, đi tu á, người ta ở đó gọi là cái tu viện. Rồi cái dân Mỹ ở đâu nó chạy tới mỗi cái thứ bảy thứ nhật á, nó đứng nó biểu tình, nó dân bản tùm lum, nó phá mấy năm 5 năm luôn, rồi không không cái cho được, xin phép hoài mà cái thành phố đó không có cho xây cái chùa. Thì có một người đi chùa đó, người ta lên xuống người ta thấy dạy quả, nhưng mà người ta đi theo là theo là sau cái lúc biểu tình đó, tụi này nó tụ tập lên một cái chỗ nào đó, cái ở chứ tụi nào khác nó đưa tới nó phát tiền à, mà hỏi ra thì biết là cái nhóm đó, cái nhóm người phát tiền á, nó là muốn đầu tư cho miếng đất đó, nó muốn mua cái miếng đất đó, nó xây cái thành phố gì của nó đó, nó xây xây nhà xây cửa để kiếm tiền, thì nó muốn phá những cái ai mà cạnh tranh với nó tìm cách nó phá đó. Thì nói chung là ở bên Mỹ có giờ có một chiêu, em muốn phá thằng nào á thì em bỏ tiền em thuê cái bọn rảnh nó đi biểu tình, nếu mà Đúng sau này thằng kia nó kiện á thì có luật biểu tình em cũng lắm em mất tiền thôi, không gì cả. rồi. Đúng rồi. Ở Mỹ này, ở Mỹ này thì nó có cái đó, thì anh chia sẻ như vậy Thì thôi. phải lợi dụng, Thì mình phải lợi dụng cái đó để mình cạnh tranh bất chính với mấy thằng mình ghét, mấy thằng ghét mình phải chơi với mình thật nó chết cạnh luôn, tranh cái năm đó năm mà khỏi bán luôn. Em ví dụ như em qua Mỹ em ghét thằng nào tiệm phở thằng nào á, em cứ đứng vô tình em chửi trước cửa đó, chửi hoài đi, chửi ngày, nhiêu tiền nhiêu tiền nhiêu tiền, thằng kia khỏi bán em bán mình, em lấy từng lời của em trả cho bọn kia em vẫn còn lời, mà làm ăn gì cũng cái được nha nghe. mấy bạn em. Okay. Nhưng mà mình đi theo đồng tiền thành biết cái mưu đồ của tụi nó à. Thì nó tự do đi biểu tình, nó tự do nó chống phá, nhưng mà cái mục đích của nó là cũng đi theo cái đồng tiền nó giành nhau à.
Thì Việt Nam thì anh không biết, nhưng mà cái đó là bên này thì anh kể. À, Việt Nam giờ tiến bộ lắm anh, bữa tình có tiền nữa đó chứ có dẫn đâu, đi như Mỹ thôi đúng khác gì đâu. không? À, thì học những cái thói hư của nước Mỹ này. Học Có học một cái hỏi hay chứ đừng dám học dám cái dám hư. hỏi sao về trước cổng nhà của anh không kìa, vì tiếng Nguyễn Không không. Nếu mà chơi cờ trước nhà thì anh cũng chơi cờ, nếu mà chơi cờ thì chơi cờ Mỹ, cờ đúng. cờ nước Mỹ, Ừ. chứ treo cờ nước đỏ sao vàng đâu ai biết mình gì đâu treo. Mình Mà dân chỗ Mỹ anh thì có người mình gì phải không? Chỗ anh ở có người gì không? không, không có, Không có không gì. có người gì. Chắc có nhưng mình không có biết ai, không có biết ai. À, không quen ai, không biết ai. Mà trong ở ở Mỹ này cũng lâu, là chỉ có một người bạn Việt Nam thôi, người một người bạn Việt Nam mà anh bạn này anh mới cưới vợ năm gì rồi, Yeah. lớn hơn anh là 1-2 tuổi gì đó mà mới cưới vợ Trời trời, giờ trẻ rồi. Năm vợ thì cũng cũng lớn tuổi, cũng 40 mấy rồi. À, anh này cũng 50 mấy tuổi rồi, thì lo làm ăn như vậy á, xong rồi cái đâu có thì giờ thôi mà cưới vợ con, làm ăn rồi trả thế này nọ đi chơi ha. Chắc cưới vợ xong rồi chứ cũng không có thể nào cứ có con được, tại vì lớn tuổi rồi. không, 40 mấy tuổi chắc cũng còn có thai được mà anh. Phụ nữ 40 mấy tuổi chưa chưa hết đâu anh. À, chắc 45, mà trên 45 thì cũng hơi khó đó. Dạ đúng rồi, cho 45 thì hơi khó xíu. Nhưng mà chắc đôi vợ chồng này thì cũng rất là dễ thương, người Dạ ta cưới mục đích người ta sống với nhau không là có bầu con, bạn nhưng mà cho nhau lúc bệnh hoạn này nó kia, nói chung tình cảm thôi. Thì lớn tuổi rồi. ở Mỹ Ở này Mỹ á, thì nhiều khi cầm tiền hỗ trợ có hãnh diện không? Sao hãnh diện thì cầm tiền hỗ trợ mà không có hãnh diện không? thì ở Mỹ này làm sao làm, nhưng mà vợ chồng á thì mình cũng cũng đang hòa giải, không có được giống như vậy. Ở Việt Nam, mà Việt Nam thì không biết bây giờ là sao, nhưng mà ngày xưa anh thấy vợ chồng đánh nhau cãi nhau quá trời quá đất, ghê quá. Bên này là Giờ nếu mà đỡ có anh nói chuyện đó là chung thì nó chỉ xuất hiện ở những cái gọi là một số thôi chứ cũng có nhiều đâu, bây giờ đâu có dễ quýnh đâu, trời đất ơi quýnh là chết luôn, quýnh lại chứ bao nhiêu vụ mà phụ nữ mà giết đàn ông luôn chứ đùa hả, dữ vậy. nói chung ở đâu thì đâu có cá biệt anh, đâu cũng vậy thôi. Nhưng mà nếu mà chính phủ Việt Nam mà phải phải trừng phạt những người nào có mà đánh đánh người ta thì cũng Dạ đúng phải rồi trừng đó. phạt, cũng phải bắt ở Dạ. tù đi, giống như Mỹ này á, anh mà đánh người hại người khác là anh ở tù á, Yeah. ở tù là mất vợ mất con luôn. Yeah. Bắt phải trả tiền, là Ở bắt phải trả tiền mỗi tù tháng chết luôn rồi đó. Nó đi ra là nó mày ở á. tù ra là khó đi việc làm. Thôi như vậy anh chia sẻ chừng đó thôi, cho Dạ nên cái người Việt rồi. Nam thì cũng Dạ. hai bên thì cũng người Việt thôi. Bạn đôi khi bạn bè với nhau mà ý định khác nhau thì cũng cũng chấp nhận. Rồi nhiều khi những người ở đâu xa xa ngay bên Việt Nam mà đồng với ý kiến của mình á, cũng là trở thành anh em luôn, đó là đồng chí. Anh hiểu cái chữ, cái ngày xưa anh không hiểu cái chữ đồng chí là chữ gì, nhưng mà bây giờ anh nghĩ là anh cũng hiểu đó, là nó đồng đồng ý kiến với nhau, bạn bè với nhau mà đồng đồng ý kiến với nhau rất là hay. Nhiều khi bên xa mà trở thành bạn, trở thành anh em luôn á đó. Nhiều khi trong gia đình anh em mà không thành anh em nữa, tại vì cũng không phải đồng chí. Rồi, Dạ rồi, cảm có ơn gì em. cảm ơn em, bữa sau mà rảnh thì lên nói chuyện với em nữa nha. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chào Chào em. anh. Dạ.